lũ lép là lũ lép làng, lũ lên lớp 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 gì lớp gì. Tôi đủ rồi đi, tới giờ đi rồi, tới giờ đi rồi, nghe đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người, trở lại với kênh của Bụi. Và ngày hôm nay mình sẽ qua tận nhà máy bay để đính chính lại những cái tin đồn tình cảm thất thiệt. Và đâu ra là mọi người đồn là máy bay vô Sài Gòn để gặp Bụi. Rồi đồn như sao tôi có vô được. Thật sự là đi qua nhà ổng quay, mượn cái nhà quay. Rồi ba mặt một lời đính chính tin đồn, xì scandal, tình cảm luôn. Mà qua thì phải có quà, cho nên là tại vì sắp trung thu rồi cho nên là mình cũng mua một bánh trung thu của Vinmart. Cái này thì năm ngoái ăn rồi cũng khá là ngon, cho nên là năm nay mua qua quay nhờ vả rồi biết luôn, tại nhờ mà đó. Mọi người đừng có đồn mình quen ai cặp ai trong cái văn phòng S Channel này nữa. Chờ. Ông bà ta có câu con thầy vợ bạn gái cơ cơ tuyệt đối nhé. Ủa mày này đốt phải gái rồi. Trời ơi, 16/07 là sinh nhật em luôn á mọi người. Chào anh. Wow. Vâng, và công ty của chúng em xin đến, và hôm nay nó có rất là nhiều sản phẩm để tiếp thị cho mình nè. Ôi trời má tôi ơi. Rồi nó trốn lên. Ủa sao nó biết tôi qua mà sao không thay đồ đi trời, mặc cái quần cái gớm quá vậy. Để đồ lên đây cái. Wow. Trời ơi, nhà anh mát quá ha. Ôi. Mát gửi luôn á. Rồi tôi chủ nhà, mình vô đây mình như chủ nhà vậy. Rồi không ai ra đón tiếp mời chào mình trơn vậy trời. Và mình biết là mọi người cũng sẽ rất là muốn mình đi thăm ngôi nhà đúng không? Rồi mọi người coi kỹ nha, mọi người đi theo mình nha. Run. Xong rồi đó mọi người. Nhà máy bay có một cái view rất là đẹp. Mọi người thấy là mấy cái tòa nhà màu trắng đang xây ngoài kia không? Thấy không? Không phải là của mình. Mình chỉ vậy thôi, mình đâu biết nó là cái gì đâu. Tính ra mắc cười ha, nãy giờ là nhà của ổng á, mà nãy giờ mấy bạn không thấy ổng luôn luôn. Mình cứ vô nhà ổng mình nằm hết chỗ tới chỗ này tới chỗ kia luôn á, ghê dễ sợ không? Tính ra tủ đồ mình nó xịt. Anh lấy em cây chân. Trời ơi, chủ nhà gì mà thấy khách tới không biết chăm sóc chủ nhà, không khách gì trơn à. Rồi cảm ơn anh đi pha cà phê tiếp cho em đi. Cảm ơn anh nha. Không trà thì bánh đó mọi người. Em uống latte hình trái tim à, không, em uống hình con thiên nga cơ. Trên mạng liền. Rồi hai cái này anh thích cái nào anh lấy đi, rồi cái còn lại em lấy. Anh thích cái này. Rồi lấy cái còn lại cho em nha. Trời ơi, quá quay, quá tặng quà còn được quà mang về nữa là mọi người. Trời ơi. Qua nhà khách thì làm loại thì mình cũng phải có quà đúng không? Quà gì vậy? Đến với món quà ngày hôm nay đem bịt mắt vô cho em đi. Ok. Mà cái trò bịt mắt mà S&M mà đó. SM mà nó bắt đi từ... Rồi đi. Mở đi. Rồi, đó. Quà của anh hôm nay là em đó. Only you. Đó, coi đây là món quà tuyệt vời nhất. Em đang tới đây, đây mình qua nhà thì mình phải có quà, có bánh đúng không? Có bánh trung thu. Món quà tinh túy tặng người chân quý. Thấy chưa? Trung thu nha, phải trung thu. Hộp đẹp không? Hộp đẹp không? Hộp màu xanh với màu cam. Bình thường mình mua là toàn màu vàng với màu đỏ. Cái này mình mua thì nó kiểu nó khác biệt. Ơi, trung thu ăn bánh trung thu để được. Được gì? Biết. Vinmart bánh trung thu, Vinmart làm đẹp ghê luôn á. Nó chắc là ngon, Vinmart chắc là ngon. Vinmart bánh trung thu trà xanh mè đen trứng muối, anh thích cái này. Không biết vị khác là vị gì.
lục ra coi đi, ra coi đi. Đó, cái hộp rất là đẹp mọi người. Mình tặng người ta, người ta sẽ ghi nhớ cho mình là ai. Gạo lứt đỏ ấy, toàn mấy cái đồ healthy á. Healthy không á, cho nên là mới tặng, biết là giờ này anh mập, cholesterol hơi cao nên mới mua những cái vị healthy như vậy. Cái hai vị này mới là đặc biệt nè. Tặng xong về liền nha mày. Trời ơi, bánh trung thu nhân đông trùng hạ thảo. Ồ, bổ thận tráng dương, xinh tinh. Hạt sen đẳng sâm là gì ấy? Là gì? Là nhân sâm á. Nhân sâm. Nhân sâm luôn. Nhân sâm đẳng sâm là nhân sâm thượng đẳng. Tôi ra ăn cái tàu đen trước. Ok, đây. Em có đây là trà xanh mè đen chín muối. Cái này là đậu xanh hạt chia gạo lứt đỏ. Cái này thì hai cái nhân ngọt, còn hai cái nhân mà kiểu cao cấp hơn thì mình có là sen vàng đẳng sâm với lại tỏi đen đông trùng hạ thảo. Trời, cái tên mà nghe toàn là mấy cái món bổ dưỡng. Ngon, cái trà xanh này không bị ngọt luôn. Đúng rồi, không bị ngọt cho nên là mới mua qua. Em biết là anh không thích ăn ngọt, em cũng chả thích ăn ngọt. Mà cái bánh sật nhất là mấy cái bánh mà nó dầu dầu á. Mùi ăn ngán lắm á. Còn cũng có dầu nhưng mà vừa phải, nó đủ mềm bánh. Mà cái này á mua ở Vinmart, tiệm nào cũng có, hoặc là Vinmart cộng. Nếu không có thì mình có thể lên chợ online của Vinmart là VinID. Cũng có luôn, mua rất là dễ. Ngoài 4 nhân trong cái hộp này ra thì tại vì nó có 6 cái thì em cũng mua hết luôn. À, biết hai cái này là nhân gì không? Biết nhân gì không? Nhân cơ hội này nói lời yêu anh. Only you. Ghê quá, nói xong là sửng da gà giống lên luôn á. Nè, mấy cái đỏ là đông trùng hạ thảo á. Chưa bao giờ ăn một cái bánh mà trong đông trùng hạ thảo luôn. Nó mặn mặn á. Rồi mới cắn vô là nghe được cái mùi thuốc bắc liền luôn á. Đó, ăn là ăn giống cái gia vị mì tôm. Nó không giống thuốc như mọi người nghĩ đâu. Nó hơi mùi đi thôi. À, anh biết tại sao anh nghe mùi hơi giống mì tôm không? Tại vì có tỏi đen. Mà tỏi đen thì rất là tốt, tỏi đen thì là có phòng chống ung thư rồi tăng cường sức đề kháng. Còn đông trùng hạ thảo là tường dương, sinh tinh, bổ huyết nữa. Thì cái này mình nghĩ sẽ rất là hợp cho ông bà, cha mẹ. Cái đẳng sâm á, mùi nó không bị nhân sâm quá như mấy cái kẹo nhân sâm đâu. Ngon. Bùi. Nó có cái nhân sâm nó nhai được không? Bùi. Ui, nhai được thiệt á. Ăn như mứt vậy thôi á, không có bị mùi như kiểu ăn sâm. Ngon. Tức là thật sự đúng là cái này nó có cái... Nó ít nhất là nó còn có, tại vì mấy cái bánh bình thường mình ăn rất là nhiều loại. Nhưng gà, quay, vi, cá, bào, ngư này nó ăn vô có thấy gì đâu. Bánh nướng, bánh dẻo. Nướng. Nướng. À, nhân hay vỏ? 1, 2, 3. Vỏ. Bánh chay hay bánh mặn? 1, 2, 3. Chay. Còn em là team có... Em là team có hút ẩm. Ủa nó không ngọt, ở bánh này nó đỡ ngọt hẳn luôn. Nó ít ngọt, hơn hẳn mấy kia luôn á. Nó thanh thanh á. Ừ, cái này ngon. Hạt chia. Ừ, em nhai được hạt kia luôn á. Tại vì mình là cái kiểu người hảo ngọt á. Mình không thích mấy cái bánh mặn lắm đâu. Nhưng mà cái này á, nó lại ít ngọt hơn những cái còn lại nãy giờ mình ăn nữa. Cho nên là mình thấy nãy giờ cái này ngon nhất. Những cái bạn mà kiểu... Hảo ngọt mà không thích ngọt là sao? Tức là thích ngọt nhưng mà không thích ngọt quá. Thì ngoài ra mình thấy là còn có đậu xanh, hạt dưa, trứng muối. Thì cái vị này cũng quen đúng không? Mình ăn cái kiểu này thì rất là nhiều. Hạt với... dưa bỏ vào ăn nó sật sật á. Đúng rồi, với lại thập cẩm, nhân thập cẩm xá xíu là mấy cái vị này thì quen luôn á. Chứ nãy giờ bọn mình hai người ăn gần hết 4 cái rồi. Bình thường bánh trung thu em không bao giờ ăn được 4 cái là một hộp rồi đó mọi người. Chứ bình thường bánh trung thu có bao giờ ăn được hết một cái đâu, ăn một quá tư là ngán rồi. Thì nói chung đây là một cái video là xà và cũng là cái video đính chính lại thông tin rằng là máy bay vô Sài Gòn là để gặp cội, không hề nha. Đó, và kiểu như qua đây quay clip rồi sẵn tiện để tặng quà, tặng bánh rồi tặng quà xong rồi ngồi tự ăn hết. Nói vậy sao mà... Rồi, nói chung là thôi. Thật sự thì... Xuống. Và những cái sản phẩm bánh này thì các bạn có thể mua tại siêu thị Vinmart, Vinmart Plus cũng như là website của Vinmart. Với mức giá chỉ 49.000 cho bánh truyền thống và 89.000 cho bánh cao cấp. Mà mức giá vô cùng mềm mại cho những sản phẩm cực kỳ chất lượng nha. Rồi vậy thôi, video của mình tới đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này. Đừng quên like, subscribe cho kênh của nha. Rồi và đừng quên subscribe kênh của Máy Bay Vlog luôn. Máy Bay Vlog gần 100.000 sub rồi. Đừng quên subscribe nha, để Máy Bay đại tụi mình đang chờ tiếp theo này lâu quá. Rồi vậy thôi, tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nói không, yêu thương gì đâu. Quay xong cái đi ra liền à. Giờ là bắt mình dọn luôn nè.
Ok, giờ bắt nó uống trên cái ly, uống nước cho cố sấy vô, giờ bắt dọn.